À, chào các bạn, video này Giang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lập trình sử dụng cây khối USB của chip STM32F103. Thì như trong các video trước Giang đã nói, để chúng ta lập trình sử dụng được cái khối USB thì chúng ta cần phải làm 3 việc. Việc thứ nhất là chúng ta phải lập trình giao tiếp USB ở phía dưới chip. Việc thứ hai là chúng ta phải đi tạo driver cho Windows. Cái thứ ba là chúng ta sẽ viết phần mềm ở trên Windows để chúng ta giao tiếp với lại chip. Thì trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta lập trình ở phía bên dưới chip trước và cách tạo driver luôn. Tại vì tạo driver nó tạo rất là dễ. Chúng ta có cái phần mềm để nó hỗ trợ chúng ta tạo driver. Thì đầu tiên chúng ta đi xem qua cái sơ đồ kết nối phần cứng trước. Thì ở đây trên cái kit của chúng ta nó có một cái cổng gọi là cổng micro USB. Trên cái cổng này nó ra 5 chân, là chân V-Bus. Thì chân V-Bus này được kéo lên nguồn 5V. Chân D-trừ thì được nối vào chân PA11. Chân D cộng thì được nối vào chân PA12. Một cái chân nữa gọi là chân ID. Đối với lại cái cổng dạng micro nó có một cái chân gọi là chân ID. Thì cái chân ID này dùng để chọn chức năng là host hay là device trong cái chuẩn giao tiếp USB OTG. Thì một cái thiết bị USB nó có thể chuyển đổi qua lại giữa giữa hai cái mode, đó là host và device. Thì cái chân ID này dùng để chọn mode, và cái chân RND để nối mask. Thì ở đây người ta nối sang cái chân ID xuống mask luôn để chọn cái chức năng cho cái kit của chúng ta là chỉ hoạt động ở chế độ device thôi. Rồi, thì trên cái đường kết nối D cộng D trừ, người ta có mặt nối tiếp một cái con điện trở khoảng 20 ohm vào giữa đường dữ liệu D cộng và D trừ. Thì cái con điện trở này, chức năng của nó là dùng để dập cái sóng phản xạ. Thì khi chúng ta truyền cái sóng tín hiệu đi, thì khi nó truyền tới đích, nó không bị triệt tiêu ở cái đích hoàn toàn, mà nó sẽ bị phản xạ ngược trở lại. Cái đó là tính chất của sóng, nó truyền tới sau đó nó phản xạ ngược trở lại. Thì người ta mới sợ cái sóng phản xạ ngược trở lại nó sẽ làm méo dạng sóng của cái sóng tới. Các bạn thấy sóng biển không? Lúc mà một đợt sóng nó đập vào bờ rồi đúng không? Thì không phải là nó hoàn toàn nó mất, mà nó sẽ có một cái con sóng nhỏ nó đi ngược trở lại và nó làm cho cái sóng tiếp theo, nó làm ảnh hưởng đến cái đợt sóng tiếp theo, nó làm méo dạng sóng. Do đó người ta gắn thêm hai con điện trở để dập cái sóng phản xạ. Các bạn nhớ chức năng của nó. Thì hai con điện trở này nè, nếu mà cái đường truyền USB của chúng ta ngắn, chỉ trên bo mạch thôi, thì chúng ta có thể bỏ nó đi luôn cũng được. Nối thẳng trực tiếp để trừ vào chân PA11, để cộng vào PA12 luôn. Bỏ luôn hai con điện trở này cũng được. Còn trường hợp cái đường truyền USB của chúng ta dài thì chúng ta mới cần phải đặt thêm hai con điện trở vào. Thì hai con điện trở này khi chúng ta layout thì chúng ta phải đặt gần cái cổng USB, càng gần càng tốt, gần về phía cái cổng USB. Tiếp theo nữa là đây nó có một con điện trở nối lên nguồn V-Bus là 5V. Thì hôm trước chúng ta đã học cái con điện trở này dùng để làm gì các bạn? Để cho cái hot nó đi test ra được cái thiết bị cắm vào đúng không? Cái con điện trở kéo tới chân đi cộng lên nè. Và ngoài ra nó còn để cấu hình cái tốc độ để cho host biết là cái device của chúng ta chạy ở tốc độ bao nhiêu. Thì ở đây người ta bull cái chân D cộng lên trên nguồn 5V. Như vậy là máy tính sẽ nhận cái device của chúng ta là chạy ở tốc độ là full speed. Và cái con STM32F103 này nó cũng chỉ hỗ trợ được cái chuẩn USB chạy ở cái mode là full speed thôi. Thì cái kết nối của nó rất là đơn giản, chỉ có một vài đường tín hiệu thôi. Thì đó là về sơ đồ phần cứng. Bây giờ chúng ta xem cách mình kết nối cái kit vào máy tính. Thì đây là cái kit của mình nè. Bình thường khi mà chúng ta nạp chương trình thì chúng ta sẽ nối dây từ mạch nạp qua cái kit, và chúng ta nối luôn cái dây nguồn để chúng ta sử dụng cái nguồn từ cái mạch nạp này cấp cho cái kit luôn. Nhưng mà trường hợp nếu mà chúng ta cắm thêm cái cổng USB nữa thì chúng ta nên tháo cái dây nguồn này ra, nên tháo cái dây nguồn qua
À, tại vì trên cái kit này nó không có cái chỗ nào để nó cho phép chúng ta chọn là sử dụng nguồn từ cái mạch nạp hay là nguồn từ cái cổng USB của nó. À, cho nên tốt nhất là chúng ta nên nên tháo tháo cái chân nguồn từ cái mạch nạp ra để cho nó tránh xung đột với nguồn. Thì trước khi mình tháo nguồn ra, mình sẽ dùng cái mạch nạp này mình đi xóa cái con chip này trước đây, để mình đảm bảo là trong con chip này nó chưa có chương trình gì hết. Và mình sẽ cắm thử cái cổng này vào để xem là cái máy tính của mình nó có đi test ra được cái thiết bị USB cắm vào hay không. À, bây giờ để xóa toàn bộ cái chương trình flash ở trong con chip ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chương trình là Ethylene Ethylene Utility Utility. Thì chúng ta sẽ chọn là Target Connect để nó kết nối với lại chip. Rồi sau khi kết nối xong, chúng ta chọn Target, chọn Erase Chip để nó xóa toàn bộ dữ liệu bên trong chip ha. À, nó nói nè, A full chip eraser will be performed. À, nó sẽ chạy một cái chương trình để nó xóa toàn bộ nội dung bên trong chip luôn. Rồi chúng ta chọn OK. Đó, sau khi xóa xong thì toàn bộ nội dung bên trong bộ nhớ của nó trở về FFS ha. Và chúng ta tắt cái chương trình này đi. Sau đó để theo dõi máy tính của mình có nhận thiết bị USB hay không thì mình bật Device Manager lên. À, chọn vào Device Manager. Bây giờ mình sẽ cắm cổng USB vào. À, trước khi cắm cổng USB thì mình sẽ ngắt kết nối nguồn từ cái mạch nạp, rút cái chân này ra. À, đó, mình sẽ sử dụng nguồn cấp từ cái cổng micro USB này cắm vào. Đó, thì lúc này chúng ta thấy là máy tính của chúng ta nhận một cái thiết bị USB này. À, nhận thiết bị USB. À, nhưng mà tại vì trên con chip của chúng ta nó chưa có chương trình gì hết. À, cho nên nó chỉ nhận thôi chứ nó không có làm được một cái gì hết, và nó báo cho chúng ta cái thiết bị này là unknown device, một cái device mà nó không biết là device gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi tạo project trên KLC để chúng ta nạp một cái chương trình vào cho nó trở thành một cái thiết bị USB thật thụ. Bây giờ mình sẽ mở KLC lên. Và chúng ta sẽ tạo một cái project mới bằng QC luôn. À, chúng ta không có tạo bằng QMX nha. À, chúng ta tạo bằng QC luôn. Rồi mình đặt cái bài này là USB example 1. À, mình tạo một cái thư mục mới để nó load cái project. Rồi mình đặt tên cho dự án là ZB01 luôn. À, ở phía bên này mình sẽ chọn chip là STM32F103C8. Ok. À, tiếp theo mình sẽ đi chọn vào cái phần USB và mình check vào cái mục là Core. À, rồi phần Device mình sẽ tạo một Device. Mình gõ vào đây là số 1 hoặc là nhấn vào nút tăng để nó tăng lên. Rồi cái lớp. À, cái device thì tiếp theo mình chọn cái lớp cho cái thiết bị của mình thì mình chọn là custom class. Là một cái lớp này nó không có theo cái lớp chuẩn mà tự mình sẽ viết cái giao thức cho cái lớp này, cho nên mình chọn là custom class. Rồi sau khi mình chọn xong các mục này nó mới list ra các gói mà nó yêu cầu cần phải chọn thêm ở đây. Thì ở đây mình sẽ không chọn từng gói mà mình nhấn vào cái nút Resolve này để tự động nó chọn cái gói cho mình luôn. À, nhấn nút Resolve. Thì những gói nào nó tự động chọn được thì nó chọn cho mình. Còn những gói nào mà nó không quyết định được thì mình phải tự chọn. Chẳng hạn như là cái RTOS á. Thì khi chúng ta sử dụng cái lập trình USB trên KLC, nó bắt buộc chúng ta phải sử dụng OS. À, chúng ta phải sử dụng một cái OS nào đó. Thì ở đây mình chọn là KLRTX. À, đây là cái OS từ xưa tới giờ của thằng KFC. À, còn cái phiên bản mới hơn là RTX 5, tuy nhiên mình quen sử dụng RTX thì mình chọn RTX thôi. Rồi, tiếp theo là chúng ta chọn tiếp cái file startup. Thì như mình đã có làm một cái video hướng dẫn tạo project bằng KFC rồi. À, thì như mình nói là khi khi nó chạy chương trình thì không phải nó chạy bắt đầu từ cái file main, mà nó chạy bắt đầu từ cái nội dung của cái hàm khởi tạo trong cái file startup á. Sau đó sau khi chạy xong thì nó mới mới chạy tiếp cái hàm main. Thế là chúng ta thêm vào một cái file startup nữa. Ok, phần này nó
không có báo lỗi nữa. Chúng ta chọn OK. Rồi sau đó chúng ta build ha. Thì chúng ta xem nó báo những cái lỗi gì mà chúng ta khắc phục. Thì ở đây này, nó báo là chưa có enable device ở trong cái file rte-device.h. Thì chúng ta vào cái mục device, chọn vào cái file rte-device.h và chúng ta chọn sang cái, nó có hai kiểu hiển thị. Kiểu hiển thị thứ nhất là dạng test, dạng code test bình thường. Dạng thứ hai là nó hiển thị ở cái dạng là configuration wizard. Thì chúng ta sẽ chọn vào các option bên đây, tự động nó sửa code bên này, hoặc là chúng ta sửa trực tiếp code bên này. Thì để cho dễ, chúng ta chọn vào cái phần configuration wizard và chúng ta tìm cái mục là USB và check vào là USB device full speed. Rồi mình biên dịch lại xem nó báo lỗi gì nữa không. Thì ở đây nó báo lỗi là chưa có cái file main này, undefined symbol main, chưa có cái ham main. Thì cái chương trình C bắt buộc phải có một cái ham main, ở đây nó chưa tìm thấy. Thì chỗ này chúng ta sẽ thêm một cái file main.c vào. Các bạn lít chuột phải qua cái file subgroup one, chọn là add new item. Rồi chúng ta chọn vào cái mục là user code template để chúng ta chọn sẵn các cái template có sẵn. Thì đây mình sử dụng RTOS cho nên ở cái phần xem sheet này chúng ta sẽ chọn là tạo một cái file main mà nó hỗ trợ theo theo cái định dạng là có hỗ trợ cái RTOS này. Thì nó là cái mục đầu tiên luôn. Rồi cái file mặc định nó sẽ đặt tên là main.c luôn. Add vào. Đó, thì trong cái file main.c lúc này nó sẽ đi khởi tạo cái RTOS này, rồi stack RTOS lên. Rồi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đi config cho cái RTOS này. Thì trước khi config RTOS á, chúng ta phải biết là con chip của chúng ta nó sẽ chạy ở tốc độ bao nhiêu ha. Thì chúng ta vào cái file system, vào file stack up này. Chúng ta đi xem cái config của nó, người ta chọn cái clock là bao nhiêu. Thì đây nè, các bạn thấy system clock frequency là 72 MHz. Rồi. Như vậy là được rồi. Bây giờ chúng ta đi config cho cái RTOS. Thì chúng ta chọn vào cái thư mục là xem sheet. Mở cái file RTX config lên. Và chúng ta chọn cái mode là configuration wizard. Rồi chọn cái RTX timer configuration để chúng ta chỉnh lại cái tần số cho nó đúng rồi. Chúng ta biết là con chip của chúng ta chạy ở 72 MHz thì chúng ta phải sửa lại là 72 MHz. Tiếp theo là test configuration. Thì khi chúng ta sử dụng USB á, nó yêu cầu chúng ta là phải có ít nhất hai cái test, phải có ít nhất hai cái test, mỗi một cái test các bạn có thể xem như nó là một cái luồng chạy song song với nhau, cái luồng chạy song song với nhau. Thì khi chúng ta sử dụng RTOS, cái lợi thế của chúng ta là chúng ta có thể viết được những cái chương trình mà nó chạy coi xem như là song song với nhau. Về mặt logical các bạn có thể thấy giống như chương trình nó chạy song song với nhau vậy. Và khi sử dụng USB thì nó yêu cầu chúng ta phải có ít nhất là hai cái test. Cho nên ở đây cái số test chạy song song với nhau này thì mình sẽ giữ nguyên cái số mặc định là 6. Ít nhất là phải là 2 nhưng mà ở đây mình chọn là 6 thì không sao cả. Tiếp theo nữa là mỗi cái test USB nó yêu cầu một cái bộ nhớ stack là 512 byte. Thì ở đây chúng ta phải cái default stack này là khi mà chúng ta khai báo test mà chúng ta không có báo là chúng ta sử dụng cái test đó nó sử dụng bao nhiêu bộ nhớ stack á, thì nó mặc định là 200 byte. Còn những cái nào mà người ta đã khai báo nó là có sử dụng bao nhiêu byte luôn rồi thì nó thuộc về cái user provided stack size này, là cái stack size do người dùng khai báo. Thì đây nè, nó ở đây mình phải chọn thêm là cái số test nè mà người dùng khai báo cái kích thước của bộ nhớ stack là bao nhiêu thì mình khai báo là 2 ha. Tại vì nó sẽ có hai cái stack, hai cái test của USB nó chạy ở không phải ở cái default stack size này mà nó chạy ở 512 byte. Cho nên ở đây mình phải gõ vào là 2. Tiếp theo nữa là nó hỏi là cái tổng cộng cái stack size của các cái test mà chạy ở cái mode là
tùy chỉnh đây nè là bao nhiêu byte. Thì như bên này mình nói là mỗi test á, nó chiếm 512 byte, do đó hai test sẽ chiếm là 1024 byte. Rồi như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ đi build build cái project này. Đó, lúc này nó báo là project build thành công. Bây giờ chúng ta có thể nạp vào chip. Để nạp vào chip thì chúng ta vào option chọn mình nạp debug. Ở đây chọn là Ethylene đúng không? Rồi setting. Chọn vào cái mục flash download, chọn reset and run luôn. Sau khi download xong run luôn. Ok. Biên dịch lại. Nạp chương trình xuống kit. Rồi mình mở device manager lên các bạn quan sát ha. Mình sẽ rút kết nối GP qua ra và mình kết nối lại. Lúc này nó không nhận device nữa đúng không? Kết nối GP lại nè. Lúc này nó nhận device nhưng mà nó báo là GP device not recognized. Ở đây mình thiếu rồi. Sau khi mình phải khởi tạo cái phần GitB nữa. Khởi tạo GitB và connect nữa. Thì đây mình sử dụng thêm hai cái hàm. Hai cái hàm đó nó nằm trong cái thư viện là GitBD STM32F103X.C này. Thì mình phải include nó vào. Include cái file là rl-ship-gdb.h. Thì trong cái file .h này nó có include tới cái file này rồi. Thì ở đây mình sẽ gọi cái hàm sau khi mà OS cái real-time OS nó stack lên rồi, mình sẽ gọi cái hàm là gdb-gdb-d ha. Nó ghi là gdb-d là gdb-device. Thì gọi cái hàm init ha. Initor. Mình gõ một vài từ thôi, sau đó nhấn Ctrl cách thì nó sẽ tự động chọn cho mình. Init device số 0. Init device số 0, đây là cái thứ tự của device trên chip của chúng ta, chỉ có một cái bộ USB thôi, cho nên device mặc định của nó là device 0. USBD connect. Rồi, device cũng là device 0 luôn. Rồi chúng ta nạp lại chương trình. Bây giờ mình mở lại Device Manager ha. Mình rút kết nối GP ra. Cắm lại. Thì lúc này nó không nhận là Unknown Device nữa, mà lúc này nó nhận là Author Order Device. Cái tên Device là KeoGP Device 0 ha. Đó. Thì lúc này nó đã nhận được một cái device USB thật thụ rồi, nhưng mà nó chưa có driver. Cho nên các bạn thấy nó có cái dấu chấm than này. Thì mình sẽ đi sửa thêm một số cái nữa. Đó là mình không muốn nó nhận là cái device là kêu USB device không, mà mình muốn đặt một cái tên của mình. Thì mình mở vào cái cây project này, chọn vào phần USB. Thì mấy cái tùy chỉnh đó nó nằm trong cái file USBD config. Chọn vào cái kênh Configuration Wizard. Chọn vào cái Device Setting. Thì mình sẽ sửa lại cái Vendor ID. Vendor ID là cái mã của cái nhà làm ra cái cổng USB. Thì ở đây mình chính là người tạo ra cái thiết bị USB này. Cho nên mình phải đặt cho nó một cái ID nào đó khác. ID này là ID của thằng KLC. Mình sẽ đặt một cái ID khác. Chẳng hạn như là 6969. Product ID là cái ID của cái thiết bị. Chẳng hạn như là đây là cái thiết bị đầu tiên mình tạo ra, cho nên mình có thể đặt cái ID cho nó là số 0 hoặc là số 1. Số 0 hoặc là số 1 gì đó. Rồi cái tên thì mình chọn vào cái string setting. Manufacturer setting thì mình sẽ đặt tên. Cái đây là cái chuỗi nói lên cái tên nhà sản xuất đó, mình sẽ đặt tên là kênh YouTube của mình. Product string
đây là tên của cái thiết bị, thì mình sẽ đặt tên là My USB device. Rồi, sau đó mình sẽ build lại và mình nạp lại vô kit. Mình sẽ mở device manager lên. Chúng ta rút USB ra cắm lại. Rút ra, cắm lại. Rồi, lúc này coi nó nhận device là My USB này. Thì lúc này nó nhận, nhưng mà nó nhận luôn cái driver. Lúc này nó không báo lỗi driver nữa, tức là nó đã nhận driver rồi. Thì thực ra cái device này mình đã tạo sẵn cái driver rồi. Để hướng dẫn cho các bạn tạo driver thì mình sẽ sửa lại, mình không không lấy cái không lấy cái menu feature là 6969 nữa, mình đặt một cái menu feature khác là 0069 đi chẳng hạn, để nó nhận ra một cái device khác cái đã ha. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo driver. Đây, mình rút kết nối USB ra, kết nối lại. Lúc này nó sẽ trở thành một cái device khác ha, cái device khác mà nó chưa có driver trên máy tính. Bây giờ cách chúng ta tạo driver cho cái thiết bị này, đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm hỗ trợ. Phần mềm đó các bạn có thể search ở trên Google ha, tên của nó là Jadis. Rồi, các bạn download nó về. Cái mục download này nó có cái bản hiện tại là bản 2.4. Thì mình đã download sẵn rồi. Và cái phần mềm này nó chạy portable luôn. Click vào là chạy thôi chứ không cần phải cài đặt. Thì chúng ta sẽ mở nó lên. Yes. Rồi, thì tự động nó sẽ list ra các cái device mà chưa có driver. Thì ở đây nó thấy luôn cái device của mình là My USB device này, nó chưa có driver. Nó tự động hiểu luôn. Sau đó, chúng ta sẽ nhấn vào cái nút là install driver để nó tiến hành nó cài driver. Rồi, nó đang cài driver này. Sau khi cài xong thì nó báo là cài successfully, cài thành công rồi. Bây giờ mình kiểm tra lại cái device manager. Thì các bạn thấy lúc này nó nhận driver của cái thiết bị của mình. Thì đó là cách tạo driver. Rồi, thì video hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi. Phần còn lại chúng ta sẽ học ở video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.